Nabo Bhutaya, Nabo Thamaya, Nabo Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Hôm nay tại Tư Gia, cô Hai Vương Học thỉnh Chư Tăng về nhà để cúng trai tăng trong dịp giáp năm của thầy giáo Trị. Ở trong gia đình cũng là Phật tử cho nên có nhà ý muốn về Pháp. Thầy sư về sẽ có vài lời để chia sẻ với mình trước khi chúng ta tiến hành đại lễ trai tăng. Mặc dù hôm nay là cái ngày làm phước trai tăng để phục siêu cho thầy Minh Trị, nhưng mà ở đây sư có mấy điều để gợi nhắc cho các cư sĩ. Khi mà chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta cần phải hiểu rõ là khi mà chúng ta đã trang bị một nội tâm cho tốt, thì chúng ta mới có cái làm phước, chúng ta mới có phước để chúng ta hồi hướng phước được. Vì ở trong Phật Pháp, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Theravada, kinh điển Pali mà Đức Phật Ngài đã dạy, thì không phải là chúng ta làm cái nghi thức thông thường, chỉ là tụng niệm rồi vậy là xong đâu. Mà tự mỗi người chúng ta phải có cái phước báo, chúng ta mới hồi hướng phước được. Cho nên chúng ta phải tu tập theo bốn cách. Chúng ta sẽ tự hỏi rằng đi đến với Phật Pháp mình phải tu tập cái gì để mà mình mới đi vào cái con đường mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì ở đây thưa quý vị, có bốn điều mà các Phật tử chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta đi vào trong Phật Pháp, chúng ta tu tập, trước hết là chúng ta phải tập được cho mình cái hành dứt bỏ. Chúng ta biết buông bỏ, từ cái vật chất chúng ta cũng phải buông bỏ, cho đến cái phần tâm linh, tức là phiền não. Cái phần tâm linh là chúng ta nói chung, nhưng mà cái vấn đề phiền não là chúng ta, nó nằm ở trong bốn dình quẩn. Chúng ta phải biết buông bỏ. Vì nếu như một người mà nói rằng là một người Phật tử tu tập, nhưng mà chúng ta không có khả năng để buông bỏ, chúng ta cứ ôm ấp những cái phiền não, chúng ta những cái hệ lụy, thì như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta tu tập được. Cũng như khi mà quý vị muốn làm một việc phước để cúng dường đến Chư Tăng,
Nhưng mà quý vị không có buông bỏ được cái tài sản vật chất thì như vậy sẽ không không thể, chúng ta không thể nào mà chúng ta thành tựu được phước báo. Còn như đời sống hàng ngày của chúng ta, mỗi khi mà chúng ta khởi lên cái sự ham muốn, chúng ta cần phải nhận, phải ý thức rằng cái lòng tham muốn đó nó là một thứ độc tố của tinh thần, cần phải buông bỏ. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sân giận, chúng ta cần phải biết sân giận nó là một độc tố của tinh thần, cần phải buông bỏ. Khi mà chúng ta khởi lên cái si mê tà kiến, chúng ta cần phải biết rằng si mê tà kiến đó là một cái thứ độc tố của nội tâm, ô nhiễm của nội tâm, cần phải buông bỏ. Đức Phật là ví dụ giống như là một người nam hay một người nữ còn trẻ, họ ưa chuộng cái sắc đẹp. Khi mà họ nhìn vào cái tấm gương soi và họ thấy được trên gương mặt của họ có một vết bẩn thì họ lập tức họ phải rửa mặt, họ phải tẩy chùi cho cái vết bẩn nó không còn ở trên gương mặt nữa. Cũng như thế nào thì một người có cái khả năng buông bỏ là mình phải biết buông bỏ những cái thứ phiền não, nhất là đời sống của người cư sĩ. Ở trong gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, nó sẽ có những cái chuyện xích mích không hài lòng, rồi cứ cự cãi, nó làm cho cái nhà nó bị xào xáo. Thì lúc đó mỗi người phải biết cách để mà buông bỏ những cái phiền não đó. Cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta phải học cái cách mà buông bỏ. Cái điều thứ hai mà chúng ta phải học khi mà đến với Phật Pháp để chúng ta tu tập được là chúng ta cần phải học cái sống là phải có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù chúng ta nói rằng tất cả các pháp hữu vi là vô thường, cái gì nó cũng là giả tạm, mà nếu mà chúng ta chỉ xem các pháp hữu vi là vô thường đó, rồi chúng ta ai sống chết mặc ai, chúng ta không có nghĩ đến, không có buồn, không có lo âu, không có quan tâm, thì như vậy cũng không được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ vướng bận hoài với cái sự vui, sự buồn, cái sự vui, sự khổ của người khác, cái sự vướng bận đó nó cũng không tốt cho chúng ta. Chúng ta sẽ không có cái thời gian mà chúng ta tu tập để cho cái tâm nó được thoải mái. Do đó chúng ta phải dung hòa, có nghĩa là chúng ta không có quá vướng bận với mọi người. Cha mẹ quá thương yêu con cái thì cha mẹ sẽ khổ khi mà con nó gặp cảnh khổ. Con quá thương yêu cha mẹ cho nên khi mà cha mẹ tuổi già ba đời, cái tự nhiên cái là mình khổ, mình cảm thấy nó hụt hẫng mất mát. Thì cho nên khi nào mà chúng ta còn sống chung với cha với mẹ, hay là chúng ta còn qua lại với họ hàng, với quý thuộc, thì chúng ta có cái trách nhiệm với nhau. Nhưng mà rồi
Ngoài cái trách nhiệm đó, chúng ta phải biết cách để mà chúng ta buông bỏ những cái gì mà nó không có đem lại cho cái đời sống tinh thần thoải mái. Cho nên chúng ta học cái cách mà có trách nhiệm nó khó lắm thưa quý vị. Làm sao chúng ta phải cho vừa chừng. Thí dụ như bây giờ thế này, ở trong kinh Milinda Banha, kinh Na Tiên Vấn Đáp đó, ngài Nakasena, ngài Na Tiên, ngài có dạy, ngài trả lời cái câu hỏi của đức vua. Bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta tu tập thế nào? Một con hổ hay con báo mà nó tha con hổ con hay là con báo con, nó tha từ ở chỗ này đi đến chỗ khác để mà nó giấu, nó tránh sự nguy hiểm cho con nó. Nếu mà ở cái chỗ cái hang này, cái hốc này mà nó biết rằng có những cái con thú rừng khác như con chó rừng dạ can mà nó lâm le đến, chờ khi nào bố mẹ hay là cọp mẹ mà đi vắng á thì nó lại nó bắt. Vì vậy cho nên luôn luôn nó phải thay đổi, và mỗi lần thay đổi vậy nó phải tha. Nhưng mà khi nó ngậm con báo đó, nếu mà nó cắn mạnh quá thì cái răng nanh của con báo mẹ đó, nó sẽ cắn đau con đó. Còn nếu như nó lơi lỏng quá đó thì con nó không giữ được con báo con, mà con báo con hay con hổ con ở trong miệng nó sẽ rớt ra, nó rơi xuống đất thì cũng rất là đau, rất nguy hiểm. Cho nên cái bản năng của con cọp hay là con báo hoặc là những con vật khác như con chuột rồi chẳng hạn, khi mà tha con thì nó phải ngậm vừa chừng thôi. Thì chúng ta có tinh thần trách nhiệm, vậy chúng ta có tinh thần trách nhiệm với người trong gia đình. Theo tinh thần của Phật giáo thì không có nghĩa là cái tinh thần trách nhiệm đó là chúng ta phải có một cái sự yêu thương đến mức mà chúng ta phải khổ lụy. Nếu những người ở trong gia đình mà gặp cái sự cố gì chúng ta có đau khổ không, thì chúng ta phải xét lại cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta quá thờ ơ lãnh đạm thì cái điều đó cũng không tốt. Ở đây cũng đồng nghĩa với cái việc mà người Phật tử chúng ta nhớ từ bi, phải có trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ thì chúng ta thành ra bi lụy. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có tâm từ bi thì chúng ta trở nên hung ác, hay đời sống của chúng ta nó khô khan giống như là cái con người robot vậy đó, cũng không được. Do đó chúng ta phải học cái cách là chúng ta phải có cái tinh thần trách nhiệm. Chẳng hạn như đối với mình có trách nhiệm đối với cha mẹ. Đức Phật đã dạy ở trong bài kinh Sinkalowadasutta, Ngài dạy rằng người con mà đối với cha mẹ đó một là phải nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩ rằng cha mẹ đã nuôi dưỡng mình đến từ hồi mới sinh ra cho đến bây giờ lớn khôn. Thì khi mà cha mẹ đến tuổi già, cái trách nhiệm, cái bổn phận mình là phải nuôi dưỡng lại cha mẹ. Thứ hai là phải gánh vác cái việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ. Thứ ba là chúng ta phải, một người con là phải gìn giữ cái truyền thống gia đình tốt đẹp. Thứ tư là chúng ta phải có cái nếp sống đạo đức để xứng đáng là người
thừa hưởng cái tài sản gia tài của cha mẹ để lại, và thứ năm là khi cha mẹ qua đời thì người con phải làm phước hồi hướng. Chúng ta sống tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm như vậy đó, thì được xem như là một người có, một người con có trách nhiệm, gọi là có chữ hiếu. Ngược lại, khi mà cha mẹ được con đối đãi, cư xử và phụng dưỡng theo cái tinh thần trách nhiệm đó, thì cha mẹ phải có cái trách nhiệm bổn phận với con cái, là dạy cho nó điều hay lẽ phải, ngăn không cho con làm cái điều xấu, điều quấy, điều ác. Phải cho con học hành đến nơi đến chốn, nhất là học nghề nghiệp, để sau này có thể nuôi dưỡng bản thân đó. Thứ tư là khi mà có con cái thì cha mẹ luôn luôn nghĩ đến là để cái tài sản cho con nó thừa tự, đúng thời giao cái tài sản thừa tự cho con cái. Và thứ năm nữa là dựng vợ gả chồng cho con nó hợp lý để đem lại cái sự an vui hạnh phúc. Đó là Đức Phật ngài dạy, một trong những cái trách nhiệm, những cái bổn phận mà hôm nay sư muốn nhắc để cho quý vị Phật tử chúng ta nhân cái ngày và chúng ta làm phước để hồi hướng đến cho người thân, là ông là cha của quý vị. Cái trường hợp thứ ba đó, cái đời sống của chúng ta phải học cái cách là sống thẩm thức. Ở trong cái cuộc sống của chúng ta, cái cách sống này không phải chuyện dễ. Sống thẩm thức là cái gì? Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, nó sự có sự sinh hoạt qua 6 cái cửa ngõ, tức là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. 6 cái đó. Nhưng mà bình thường đó thì đa phần mọi người ở bên ngoài là họ quên, họ không có tỉnh thức ở trong khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi suy nghĩ, họ không có tỉnh thức. Vì vậy cho nên có những cái sự kiện đáng tiếc nó xảy ra. Khi mà chúng ta thấy cảnh sắc á, mà sắc đẹp á, hài lòng thì mình khởi lên cái tâm tham đắm dính mắt. Còn nếu như mà cái cảnh sắc mà nó xấu, không có thích hợp, không có giữ ý, thì mình khởi lên sự bực bội khó chịu. Nghe tiếng của vị, mũi ngửi mùi của vị, lưỡi nếm vị của vị, tâm xúc chạm của vị, ý suy nghĩ của vị, luôn luôn là quên mình, không biết rằng là mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ nó như thế nào. Thì cũng giống như một người chủ nhà, trong một căn nhà chúng ta có 6 cửa, cửa trước, cửa sau, và có đôi khi có 4 cửa hông hay là cửa sổ chẳng hạn. Bây giờ chúng ta nói chung là có 6 cửa đi. Nếu một người chủ nhà đó lúc nào mở cửa trước, người đó phải luôn luôn có cái sự tỉnh thức là mở cửa đi ra đi vào. Xong lúc mà chúng ta đi vào bên trong nhà khuất thì chúng ta phải khép cửa, đóng cửa lại, chứ không thể mà bỏ ngỏ đó được. Cái cửa sau cũng vậy, mà cửa hông cũng vậy, mở cửa lúc nào cần thiết, nhưng mà mở cửa xong thì mình phải giám sát xem coi mình mở cửa ra có kẻ lạ nó đột nhập vào hay không, rồi sau đó chúng ta mới đóng lại. Chứ không thể là có 6 cửa sáng sớm để chúng ta mở hết 6 cửa toang ra đó,
thì như vậy dễ bị mất mát. Cũng vậy, ở trong đời sống của chúng ta có mắt, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, vĩ môn, tức là cửa mắt, cửa tay, cửa mũi, cửa lân, thân, cửa ý, mắt cảnh sắc gọi là thấy, mắt cảnh thinh gọi là nghe, mắt cảnh khí gọi là ngửi, mắt cảnh vị gọi là nếm, mắt cảnh xúc gọi là đụng chạm, và mắt cảnh pháp gọi là suy nghĩ. Tham sân si nó từ nơi cái chỗ mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó mà nó khởi lên. Mà quý vị biết tham sân si khởi lên là một điều bất lợi cho chúng ta. Bởi vì tham sân si ít ít á, thì nó chỉ gây cho mình một cái sự khó chịu, phiền não thôi. Nhưng mà tham sân si nó nhiều quá thì nó làm tổn hại đến những người chung quanh, do cái hành động của mình, do cái lời nói của mình, do cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp đó, là chúng ta tạo không biết bao nhiêu là những cái sự phiền phức cho mọi người chung quanh và chính bản thân mình. Có những người tại vì họ không có tỉnh thức được trong cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, cho nên họ phải chịu cái sự phiền toái. Thí dụ như đi ra đường nếu như chúng ta thấy một người họ lái xe, họ đi ở phía trước, họ đi chặn hãng giữa lộ như thế này, mình qua mặt không được thì mình cũng kham nhẫn chịu đựng, mình tìm cách để lượt qua. Chứ còn nếu mà mình thấy mình tức bóp kẹn cái nổi thì ở trước đó, bắt đầu nó khó chịu, bắt đầu nó cự cãi mình, hoặc là cọ quẹt nhau chút mà không có vấn đề gì thì thôi. Còn nếu mà dừng lại đó, chưa gì cả chúng ta phẫn nộ, sân hận, rồi chửi họ, họ bị chửi họ sẽ phản kháng lại, và do đó cho nên xảy ra cái sự xung đột, rồi đi đến xung đột mà không biết dừng lại thì sẽ đi đến cái chỗ là đánh đập lẫn nhau và làm thương tổn lẫn nhau, rồi cuối cùng là có thể giết chết nhau. Thì thế là chúng ta đi tù thôi, chứ không có gì đền bù, hoặc là chúng ta đi tù thôi. Cho nên trong đời sống này luôn luôn chúng ta phải tỉnh thức, nghĩa là từ khi mà chúng ta biết Phật pháp đó, chúng ta cũng sống với sinh hoạt với sáu căn, nhưng mà khác hơn trước. Hồi trước sáu cửa chúng ta mở cửa đóng cửa, chúng ta không có cái sự tỉnh giác, không sự tỉnh thức. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải thận trọng là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Cái đó là cái cách tu tập hay nhất, gọi là sống tỉnh thức. Và cái điều thứ tư là chúng ta phải có sự thận trọng. Chúng ta thận trọng từ cái hành vi, lời nói cho đến tư tưởng của chúng ta. Đức Phật ngài dạy nè, khi mà mình hành động cái gì là mình phải có cái sự phản tỉnh, tức là cái sự thận trọng cái hành động đó, xem cái hành động đó nó đưa đến cái sự an lạc cho mình, cho người, an lạc cho cả hai, hay là đem lại cái sự khổ mình, khổ người, khổ cho cả hai. Chúng ta phải suy xét rồi chúng ta mới hành động. Vì khi mà chúng ta có cái sự thận trọng trước đó, thì chúng ta sẽ ngăn chặn kịp thời kịp lúc. Còn nếu như mà chúng ta không có sự thận trọng về lời nói, về hành động, về tư tưởng, thì như vậy chúng ta, khi mà chúng ta muốn, chúng ta đã phát hiện ra và chúng ta muốn dừng lại thì đã quá muộn. Cho nên cái cách sống ở trong Phật pháp là chúng ta phải biết thận trọng, ngay cả cái tri kiến của người Phật tử chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta được nghe pháp, chúng ta cũng phải thận trọng, chúng ta phải cân nhắc những cái điều gì được nghe. Không phải là chúng ta không tin,
Nhưng mà chúng ta đừng có vội tin, chúng ta cần phải cân nhắc lại. Đó là cái việc thận trọng. Khi mà chúng ta xem ở trong kinh sách cũng vậy, một cái quyển kinh đó chúng ta học, chúng ta cũng phải thận trọng. Vì cái lời nói ở trong kinh luôn luôn Đức Phật dạy là phải xét lại hết, chứ không thể nào mà chúng ta nói rằng cái gì ghi chép ở trong cái quyển kinh đó đều là chúng ta nhất nhất phải nương theo hết. Ngay cả chúng ta học với thầy bạn cũng vậy, vì thầy mà nói cái gì, dạy cái gì, không phải là chúng ta phủ nhận, chúng ta bỏ qua, mà chúng ta phải thận trọng trước khi chúng ta thọ trì và thực hành. Trao đổi với bạn bè cũng vậy, chúng ta cũng phải thận trọng. Bởi vì sao vậy? Khi mà chúng ta còn là phàm phu, chưa phải là bậc thánh, chúng ta vẫn có thể bị vấp phải những cái lỗi lầm. Bởi vì nếu mà chúng ta còn là phàm phu, rất có thể là cái gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta cho rằng cái đó là đúng hết. Tôi suy nghĩ là đúng, cái gì cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có sự thận trọng, dè dặt, thì chúng ta có tôi thì rơi vào cái biên kiến, rơi vào cái biên kiến, cái định kiến, thì như vậy nó có sự tai hại vô cùng. Cho nên ở đây đó, sư muốn nhắc nhở cho quý vị Phật tử chúng ta, đây là cái bước cơ bản, sư nói là cái bước cơ bản để mà chúng ta thiết lập cái đời sống tu tập của chúng ta. Chúng ta phải thiết lập trong cái đời sống tu tập của chúng ta trong đời sống của chúng ta phải học cái cách, một là biết buông bỏ, hai là chúng ta phải biết cách sống có trách nhiệm, ba là chúng ta phải biết sống tỉnh thức, và bốn là chúng ta phải biết thận trọng. Để mà chúng ta đủ, một người mà trang bị đủ bốn pháp đó thì chúng ta đã lớn mạnh, đã trưởng thành ở trong giáo pháp. Rồi ngoài ra đó, khi chúng ta đã có 14 pháp này, chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới tu tập những cái pháp môn khác để chúng ta tạo phước. Thì ở đây sư nhắc thêm cho quý vị còn 20 phút nữa để nói về cái vấn đề chúng ta tu tập cái gì, chúng ta tạo phước gì. Trong đời sống hàng ngày của người Phật tử chúng ta đó, hay là trong cái cuộc sống luân hồi sanh tử, thì chúng ta được hạnh phúc là do ba loại phước. Một là phước vật chất. Chúng ta được một cái ngôi nhà sang trọng như thế này, khang trang như thế này. Chúng ta được cái thân tướng khỏe mạnh như thế này là một loại phước khác. Mà chúng ta được cái trí tuệ khôn ngoan ở trong cuộc sống là một loại phước khác. Chúng ta gọi là phước vật, phước đức và phước trí. Một người sinh ra ở đời mà có đầy đủ cơm ăn áo mặc, có nhà cửa để ở, là do chúng ta đời trước chúng ta đã tạo cái công đức bố thí. Chúng ta biết san sẻ vật chất cho người khác, cho chúng sinh khác. Chúng ta giúp đỡ cho người khác có cái ăn, có cái mặc, có chỗ ở, thì khi đó chúng ta sẽ được nhận cái kết quả là những kiếp sau chúng ta sanh ra chúng ta có cái ăn, cái mặc, có cái chỗ ở. Đó là chúng ta tạo được cái phước vật chất. Mà cái phước vật chất này chúng ta tạo bằng hai cách. Phước cho cái xê ná đa năng, tức là chúng ta tạo phước vật chất bằng cái sự cúng dường. Đối với các vị tu hành đó, chúng ta không có phải giống như là bố thí chẳng bằng, không phải là chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo khổ, mà
chúng ta vì cái lòng tôn kính, chúng ta muốn gieo tạo cái chủng tử thiện pháp ở trong một cái ruộng phước, cho nên chúng ta mới cúng dường cho các vị đó về vật thực, về y phục, hay là chúng ta cất chùa chiền vân vân, thì cái đó tạo phước đức, ở tạo phước vật. Còn khi mà chúng ta những nơi nào mà họ bị hạn hán, thiên tai, bão lụt, mà họ rơi vào cái tình trạng gọi là màn trời chiếu đất, chúng ta thương cảm, chúng ta nghĩ rằng mình hữu hạnh hơn họ, họ bất hạnh quá, cho nên chúng ta chia sẻ vật chất, cái chỗ ăn, cái ăn, cái mặc và cái chỗ ở, thì như vậy cũng là cái cách để chúng ta tạo cái phước vật chất. Nhưng mà cái này gọi là sangha đa năng, tức là chúng ta giúp đỡ, chúng ta bố thí giúp đỡ. Còn cái này bố thí cúng dường là khác. Bản thân của các vị xuất gia tu hành đó, các vị đó đâu có gì mà cần phải giúp đỡ. Có nhiều Phật tử khác họ đã hộ độ, giúp đỡ, cúng dường cho chư tăng rồi. Nhưng mà vì các Phật tử chúng ta muốn trong ngày hôm nay tạo được cái phước lớn để mà hồi hướng phước cho người thân chẳng hạn, cho nên thỉnh chư tăng đến để mà cúng dường bằng cái sự cung kính. Cái này gọi là Dakhina Dana. Thì cái đó là tạo cái phước vật chất. Còn tạo cái phước đức ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta có một cái thân được khỏe mạnh, ít có bệnh hoạn, có một cái nhan sắc, có cái dung sắc. Người nam thì có cái thân đẹp của người nam, còn người nữ có thân đẹp của người nữ. Cái đó là do nhờ phước đức trong quá khứ rồi. Tài sản mà chúng ta có được do nhờ cái phước vật, nhưng mà chúng ta gìn giữ được cái tài sản đó không bị quả hoàng, không bị nước lụt cuốn trôi, không bị vua tịch biên, không bị trộm cướp, không bị con cháu nó phá sản, thì tất cả những cái sự gìn giữ được phước báo là do nhờ cái phước đức. Chúng ta được sống êm ấm ở trong gia đình, vợ chồng hòa thuận, hay cha mẹ với con cái hiếu thảo với cha mẹ, sống ở trong gia đình đề huề như vậy cũng do nhờ cái phước đức. Và khi mà chúng ta chơi với bạn mà kết bạn được những người bạn chí cốt, thân tình, có cái sự chân thật với nhau, thì cái đó là chúng ta cũng nhờ có cái phước đức, vân vân. Thì cái phước đức thì chúng ta tạo bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, cái phước đức thì chúng ta tạo bằng ba cách. Một là người Phật tử chúng ta phải là người sống có giới hạnh, tức là chúng ta sống có nguyên tắc trong thiện, thiện pháp. Là chúng ta không có sát sanh, chúng ta không có trộm cắp, chúng ta không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói búa chuyện dí. Những cái đó là tạo phước. Ngoài ra đó thì chúng ta còn có cái pháp cung kính đối với cha mẹ, thầy tổ. Chúng ta phải có được một cái pháp cung kính. Rồi người Phật tử thì còn thêm một cái pháp nữa là cung kính Tam Bảo, là cung kính Phật, Pháp, Tăng. Như vậy đó, chúng ta sẽ có được cái sự an vui. Thêm một pháp nữa, tức là khi mà chúng ta thấy cái điều gì có lợi ích cho người khác, nhưng mà người khác không có khả năng làm hoặc là họ đơn chiếc, thì chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng công không. Cái đó gọi là lợi hành athacharya, cũng là tạo cái phước đức. Thời buổi bây giờ đó thưa quý vị, người ta ít có tạo cái phước
đó lắm. Chứ ngày xưa đó, cái truyền thống của người Việt của chúng ta là có cái đời sống gọi là văn hóa xóm làng. Cái văn hóa của chúng ta thời xưa đó, sống qua tình làng nghĩa xóm, ở trong một làng hồi xưa đó, không phải giống như trên thành phố, nhà sát bên cạnh họ hữu sự bệnh hoạn hay họ chết đó mà nhà bên cạnh không biết, không biết. Ở dưới quê không có đâu. Hồi xưa ở xóm làng ở dưới quê đó, trong xóm mà nhà nào mà hữu sự đó, là cả xóm họ tụ về để họ giúp đỡ. Họ có bệnh hoạn thì người này đỡ đận chút, người kia đỡ đận chút, đưa đi xách xuồng ghe đưa đi, hoặc là nhà của họ bị tróc róc, nhà này bị tróc róc các nhà khác, họ đi đến họ bỏ công ra họ lợp dùm cho cái nhà, họ dựng lại cho cái nhà để người ta ở vậy đó, giúp qua giúp lại với nhau, tối lửa tắt đèn, thì cái đó cũng là tạo cái phước đức. Nhưng mà chúng ta bỏ sót nhiều lắm thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta làm được việc gì thì chúng ta cứ làm. Và cái phước thứ ba đó là cái phước trí. Không phải tự như không. Chúng ta nghĩ rằng cha mẹ của mình là người có trí tuệ sáng suốt, khôn ngoan, sanh con ra sẽ có trí tuệ khôn ngoan phải. Có đôi khi đó, cha mẹ thì bình thường, hay là cha mẹ dốt nát, nhưng mà sanh con ra, con nó lớn lên, nó học hành đỗ đạt, nó có trí tuệ, có học vị. Cái trường hợp cũng có chứ không phải không. Thì tất cả những cái sự khôn ngoan trí tuệ đó đều là do phước trí cả. Cái phước trí ở đây chúng ta tạo bằng cách gì? Một là chúng ta thích học hỏi. Ở đâu mà có giảng dạy, nhất là giảng dạy về kinh cao sách chánh, đều hay lẽ phải chúng ta đều lắng nghe hết. Chúng ta phải biết lắng nghe để chúng ta học hỏi những cái điều tốt đẹp đó. Cái đó cũng là nhân để tạo phước, tạo phước trí. Cái cách thứ hai nữa là để tạo phước trí là chúng ta gặp nhau, chúng ta bàn luận về về cái chuyện thiện tốt. Thay vì gặp nhau chúng ta nói về những chuyện vô ích, những cái chuyện sang đàn, những cái chuyện tầm phào, phím luận, thì chúng ta gặp nhau chúng ta nói về những cái chuyện đạo đức tốt, hay là ngồi lại để mà chúng ta trao đổi. Ngày xưa đó thưa quý vị, một cái thời kỳ mà các sĩ phu, những người học nhiều hiểu rộng về nhân nghĩa lễ trí tín, về đạo Khổng đó, hoặc là những người mà giỏi văn chương, họ gặp nhau là một đó, là họ bàn luận về văn chương, hai đó là họ ra những câu đối chữ đối với nhau, hoặc là họ nói cho nhau nghe về những cái chuyện cổ tích kim cổ vân vân. Những cái sự kiện đó họ gặp nhau bàn luận thế đó, thế là mới có cái câu nói đi ngày đàn học sàn khôn. Chứ còn thời buổi bây giờ mà đi ngày đàn mình học chẳng được gì, mà có đôi khi hiệu nó hư cái bộ não của mình. Bởi vì con người ta bây giờ người ta gặp nhau người ta nói chuyện tầm phào không, nhất là gặp mấy người mà họ thiếu văn hóa đó, họ gặp nhau thì nói chuyện câu trước câu sau là có chữ thề rồi, câu trước câu sau có chữ thề. Những người đó chúng ta mà không học hỏi họ được cái gì, mà mình bàn luận với họ cũng vô ích, chúng ta nói chuyện với họ cũng giống như là chúng ta đem đàn mà chúng ta gãy tay trâu vậy thôi. Cho nên thời buổi bây giờ chúng ta khó lắm, nhưng mà chúng ta cũng còn để mà chúng ta học hỏi, chúng ta bàn luận. Thường thường sư đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia đó, có những nơi mà sư thuyết pháp xong họ xin phép dành ra 30 phút để họ hỏi. Họ hỏi những cái điều mà họ thắc mắc thì lúc đó được giải thích cho nghe, rồi họ
chỗ nào họ không hiểu hỏi tiếp. Thì như vậy cứ bàn luận với nhau về Phật pháp, gọi là Kali Thamasakacha, bàn luận về Phật pháp thì riết là trí tuệ nó phát sanh lên. Nhưng mà có một cách để làm cho chúng ta phát sanh lên trí tuệ đặc biệt, đó là chúng ta phải tịnh tâm để mà chúng ta suy quán. Suy quán cái gì? Ở trong đời sống này có những điều mà chúng ta bỏ quên, chúng ta không có suy quán. Tức là chúng ta phải suy xét hàng ngày. Đời sống này là phù du giả tạm, vật đổi sao dời, chúng ta phải biết cách đó. Rồi chúng ta phải suy quán cái thân này phải bị già, bị bệnh, bị chết, không thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết. Chúng ta phải suy quán. Rồi chúng ta suy quán về cái khổ luân hồi, vân vân. Nói những cái đó thì các Phật tử chúng ta, những người nào là Phật tử đã từng nghe pháp thì chúng ta hiểu, chứ còn nếu không thì chúng ta rất là mập mờ. Nhưng mà quý vị nhớ, mỗi sáng cái trí tuệ của chúng ta đó, sư báo trước cho quý vị, nếu nhất là những người cư sĩ bên ngoài, những cái cánh đàn ông đó, những người nam đó, mà chúng ta cứ sáng chiều ngoài cái việc mà đi làm ra chúng ta say sưa rượu chè đó, là trí tuệ chúng ta càng lúc nó càng bị cùng dục. Còn khi mà một người họ không có say sưa và cứ sáng thức dậy là ngồi yên lại để tĩnh tâm và họ chánh niệm theo hơi thở ra hơi thở vào, họ biết thời gian sau họ luyện được cái trí tuệ sáng suốt. Làm đi, hễ cái thân thể này chúng ta muốn cho khỏe, chúng ta phải tập thể dục. Nếu như đời sống này mà chúng ta muốn trở thành một người lương thiện, người tốt, thì chúng ta phải tập đức dục. Nhưng mà chúng ta muốn có trí tuệ tốt là cái trí dục chúng ta phải có, chứ không phải là chúng ta chỉ luyện tập có cái thể dục không đâu. Thể dục nó chỉ đem lại cho chúng ta một cái cơ thể cường tráng thôi. Đức dục nó mới giúp cho chúng ta trở thành con người lương thiện, người tốt được. Và trí dục sẽ làm cho con người sáng suốt, minh mẫn. Cho nên chúng ta phải tu tạo ba cái loại phước, là phước vật, phước đức, phước trí như vậy. Còn lúc ban đầu thì quý vị nhớ là chúng ta phải bắt đầu thiết lập cho mình một cái nguyên tắc sống. Tức là chúng ta phải biết cách buông bỏ, chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm, chúng ta phải biết sống tỉnh thức, và chúng ta phải là một người luôn luôn có sự thận trọng, nhất là thận trọng trong cái vấn đề tri kiến. Thì hôm nay sư đến đây cùng với chư tăng để dự chứng cái lễ trai tăng nhân cái ngày 100 ngày của giáp năm của thầy Minh Trị. Thì theo lời yêu cầu của gia chủ, sư có một thời pháp để giúp cho các bà con Phật tử cư sĩ ở đây chúng ta nghe, chúng ta hiểu được Phật pháp dạy cái gì và chúng ta phải sống như thế nào. Thì đến đây cũng vừa với thời gian chi pháp, sư xin trước lời ở đây chúc quý vị được sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, và luôn luôn chúng ta sống trong cái thiện pháp để trở thành con người mẫu mực đạo đức tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.